Dạ. Wow, bên này rộng ghê quá. Cao nó rộng. Quay kia, quay kia mà rộng, bên sau thằng rộng lắm. Ở đây một cái dép có gì không? Gì? Mũi hả? Đang tinh hồng. Tối. Tối làm sao dám vô đây quay? Tối thì như vậy. Câu kẹo tôi muốn vô. Tối tao mày đi mà. Đi đi. Đi mình nó phải. Cái đường lên nãy nè. Đường lên đây lên sân thượng được không? Ừ. Cùng là giờ đọc cho hai mày mày nhảy cái thai cái chỗ. Cái chỗ là leo đã lắm nè. Mình có dép mà. Dép gì đến nó dài cả thước. Dép. Cái tôi quốc cái. Mày mình đi nhẹ nhẹ thôi. Đến nó quốc gần mấy chân nó dùng lại. Đến nó quốc gần tới mình biết. Chỗ này quá đinh rồi. Bước thêm mấy tấm giăng ép á. Chỗ này có lao phong hả mày? Phá là phong. Tại sao buổi sáng mình không sợ mà buổi tối mình sợ? Tại sao buổi sáng mình không sợ mà buổi tối mình sợ? Tối. Thấy được.